cái số tới đây này. Đừng lấy con gà. Đừng có lộn đi vào. À, có đường đường vào bản lành. Bê tông ngon phết rồi. Xung quanh đồi chè. Gió này thuộc gió họ người Mông nhưng mà thuộc cái xứ Đồng Lũ. Đấy, quang cảnh núi đồi áp phết rồi. Cảnh hàng đấy. Thì hôm nay có cha xứ tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo. Hôm nay cũng vào mùa nay đúng là rằm đường này đạc ấy. Đường vào gió bản lệnh của người Mông. Chủ đề năm nay là đến vùng ngoại biên. Chúng ta cũng có chút thời gian đấy, có chút thời gian mà đi đến các giáo họ vùng sâu vùng xa xem người ta sống thế nào, cảnh người ta sống thế nào. Đấy, có vẻ lắm đùi chè, chắc là chè này, chè của người Kinh thôi. Đường bê tông này chắc là nước làm. Trưa nay ăn cơm trưa xong sẽ có cha sẽ cử hành thánh lễ trung thu cho các em. Đấy. Đấy à, nhìn xa xa cũng thấy bản làng rồi á. Đi bộ này. Nó trẻ quá nhỉ. Nhà thờ đây rồi. Xa xa nhà thờ đây rồi. Ok. Cả nhà thờ đẹp nhỉ. Xung quanh rồi đấy. Ở trên trên đấy có dụng bậc thang. Đẹp đấy. Ôi, tôi rồi. Ô, cái này chưa có đường vào à? Chưa có đường vào à? Ôi, nhà thờ chưa có đường vào. À, có đoàn đoàn nghĩa lộ này. Đây đó.
Ôi thế cha vừa đi qua đấy à? Ôi tưởng cha đến đây lâu rồi, cha vừa đi qua đây gì? À thế nhìn cụ nhìn. Các con là đang chờ cha để ăn cơm. Nhìn thấy cụ trên đường mà. Con cành nhà thờ. Thế nhà thờ nằm đúng cái thung lũng. Xung quanh đi trẻ của người Mông. Đây có lối tắt đi suối Giàng này. Quá luôn. Tháp chuông nhìn ở phía đầu nhà thờ. Cao phết, cao hơn chục mét. Đây là cái tháp chuông nhà thờ giáo họ Bản Lầy của người Mông mới dựng. Kinh phí kể cả của chuông là hơn 100 triệu, do cái các bạn trẻ ở cái Thừa Sai thuộc về dòng chúng thế tài trợ. Nhà thờ này mới có thanh lễ của tầm 2 tháng rồi. Thấp chuông ở nhà thờ Bản Lầy nhìn toàn cảnh từ phía đầu hồi. Đẹp phết. Thế nhà thờ làm rất đẹp. Diện tích đất gần 3.000 m². Nhà thờ rất rộng nhưng mới xây dựng còn chưa trống không, chưa có cửa. Mới lập thôi. Chưa có gì luôn. Bên trong nhà thờ đây sẽ tổ chức Trung Thu ở đây. À, rồi nơi có bóng. Chưa hoa lại. Tiếng chuông họ chuông báo lễ lễ Trung Thu cho các em. Rất đẹp rồi. Đấy, đông trẻ phết này. Trẻ em bắt đầu đến. Có cái núi rừng cao phết. À,
cái nước lần. Sinh sản ra nhiều nhưng sau trên mười ta sẽ ban cho
em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hang hìa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng: người kia có 2 con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã đối phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sọ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng đó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn thịt mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất ngay là tìm thấy. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.